già Noel kìa. Rồi, mùi với Xuyến đâu? Rồi. Rồi, đi đồ đi chơi nào. Rồi, đứng em. 1 2 3. Rồi, đi. Các bạn ơi, các bạn nhớ là nhớ đi lên lầu cẩn thận chứ đừng té nha. Đi cẩn thận nha. Rồi, ba công chúa đi xuống lầu. Wow, muội tới đây. Wow, cái gì đó? Cá này, cá nhiều nè. Wow, cá đẹp quá ha, cá to quá. Cá to. Đây là hồ cá. Đúng rồi, hồ cá. Cá rất là bự luôn. Rồi, lại ngồi xích đu ngồi nè. Cái gì? Wow, bên trên là hoa phải không? Cây Noel, cái thông Noel. Có cái chuông kìa. À, ông già Noel có cái chuông. Rồi, ngồi vô nha. Chụp hình ba bạn luôn. Wow, ba bạn ngồi xích đu nha. Quay dữ vậy. Về đi. Rồi xuống được rồi. Wow, ôm gấu đi con, ôm gấu. Nhìn mẹ nè. Wow, con gấu to hơn muội luôn. Bóp mũi ra hả? Gà. Gấu mặc áo đẹp quá. À, gấu có áo á. Rồi, Xuyến đứng lên luôn. Hello. Quang kem. Đứng lên luôn á hả, đứng lên chân gấu luôn. Nhúng nhúng. À, thì mồi đen kem. Kem nè. Rồi, mấy công chúa này đại náo quán cà phê luôn rồi. Ăn kem. Đại náo quán kem nha. Cao té à. Ba công chúa này đại náo quán kem rồi. Rồi, muội ăn hết kem chưa? Hả? Kem sao? À, có cái hạt cơm á hả? Còn ăn hết kem rồi, giỏi quá. Giỏi quá. Thế, qua ôm con gấu đi kìa. Bạn gấu đang đợi con kìa. Ăn hết kem rồi qua ở chơi với bạn gấu đi. Wow. Quay mặt qua đây mẹ nè. Bạn gấu nặng quá bê không nổi hả? À, hết kem luôn rồi, mấy bạn kia ăn trước hết rồi. Nó
mình mới ăn kem xong. Và muối thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn kìa. Muối thơm ngon đến giọt cuối cùng. Vậy mới ngon chứ. Rồi, xong. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá ba ơi.